chào mọi người, hôm nay Tina sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo kiểu tóc xoăn nhẹ tự nhiên mà các bạn có thể thực hiện trong vòng 10 đến 15 phút. Đầu tiên, Tina sẽ chia tóc ra làm hai bên và bắt đầu uốn từ lớp dưới lên trên. Tina lấy từng tép mỏng và bắt đầu uốn bằng cây uốn tóc 1 inch của Baby Bliss. Các bạn đưa lọn tóc vào cây, uốn theo hướng từ trong ra ngoài, giữ trong khoảng 3 đến 4 giây rồi tiếp tục lại cuộn thêm tóc vào trong cây uốn. Các bạn có thể dùng tay để giữ khi các bạn cuộn thêm tóc vào để cho tóc không bị rơi ra khỏi cây uốn tóc. Và đây là bước quan trọng các bạn nên để ý. Tina sẽ thả lọn tóc đầu tiên ra khỏi cây uốn tóc và tiếp tục uốn xuống phần biên tóc. Giữ trong 2 đến 3 giây rồi thả tóc ra khỏi cây uốn. Và Tina đã uốn xong lọn tóc đầu tiên, các bạn có thể dùng tay để chải lọn tóc ra. Tina sẽ tiếp tục thực hiện các bước tương tự với lọn tóc tiếp theo. Cuộn tóc vào cây uốn theo hướng từ trong ra ngoài, rồi thả lọn tóc ra và tiếp tục uốn xuống phần đuôi tóc. Các bạn giữ trong khoảng 3 đến 4 giây rồi thả tóc ra. Dùng tay chải cho lọn tóc tự nhiên hơn. Tina sẽ thực hiện từ từ một lần nữa các bước tương tự cho lớp tóc tiếp theo. Cũng như lớp tóc đầu tiên, các bạn cũng chia thành từng tép tóc nhỏ. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ uốn tóc từ phía trong ra ngoài, giữ trong vòng 3 đến 4 giây và tiếp tục cuộn thêm tóc vào. Và bây giờ chúng ta sẽ thả phần tóc đầu tiên ra và tiếp tục uốn xuống phần đuôi tóc. Còn tùy thuộc vào độ dài tóc của các bạn, theo tóc của Tina thì Tina sẽ thả 2 lần. Và rồi Tina sẽ tiếp tục uốn hết phần đuôi tóc còn lại. Và mục đích của việc thả tóc ra như vậy trong quá trình uốn tóc sẽ giúp cho tóc chúng ta gợn sóng tự nhiên hơn. Và Tina lại tiếp tục uốn tiếp lọn tóc tiếp theo với những cách tương tự, đưa lọn tóc từ trong ra ngoài, thả tóc ra và tiếp tục uốn xuống phần đuôi tóc còn lại. Những bước rất đơn giản, không phải quá khó đúng không các bạn? Tina sẽ tiếp tục thực hiện những bước căn bản đó với các lọn tóc còn lại. Thật ra, nếu đây là lần đầu tiên các bạn mới học cách uốn thì có vẻ sẽ hơi bỡ ngỡ với những cái bước căn bản này. Nhưng khi các bạn làm nhiều lần và tiếp tục luyện tập thì các bạn sẽ cảm thấy đây không mất quá nhiều thời gian và cũng không quá khó như các bạn nghĩ. Cho nên các bạn đừng sợ và hãy cứ tiếp tục tập luyện nha. Tina đã uốn đến lọn tóc cuối cùng của một bên tóc rồi và các bạn có thể dùng tay để chải tóc ra cho tự nhiên hơn. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục với lớp tóc đầu tiên. Thực ra mặc dù là bên trái hay bên phải thì chúng ta đều sử dụng và thực hiện các bước tương tự như nhau, vẫn là uốn tóc từ trong ra ngoài, giữ 3 đến 4 giây. Rồi các bạn lại thả từ từ tóc ra. Và tiếp tục uốn xuống hết phần đuôi tóc thôi. Thật ra là sau khi đã làm xong một bên tóc thì phần tóc còn lại sẽ được thực hiện rất là nhanh vì các bạn đã làm quen với cách uốn tóc này. Và cuối cùng Tina cũng đã hoàn tất xong hết các lớp tóc. Và
bây giờ chúng ta sẽ uống nốt phần mái. Thường Tina thích dùng dầu gội khô để giúp tóc mầm mềm và hút bớt dầu ở da đầu. Các bạn có thể bỏ qua bước này. Tina thì thích chải ngược ở chân tóc chút xíu để tạo nên độ mầm mềm cho tóc. Khi đánh rối và chải ngược như vậy sẽ làm cho tóc chúng ta đỡ bị xẹp và nhìn tự nhiên hơn. Đôi khi thì Tina thích đánh rối xa chân tóc hơn một chút xíu. Cách này thì cũng làm cho mái tóc của mình nhìn dày hơn. Cùng thì các bạn có thể xịt keo để cho lọn tóc có thể giữ nếp lâu hơn cả ngày. Và đây là thành quả trong ngày của chúng ta. Các lọn tóc rất là gọn sóng và tự nhiên, không bị cứng. Hy vọng hôm nay Tina đã đem lại cho các bạn một cách uống tóc đơn giản và dễ làm. Các bạn có thể làm tại nhà. Các bạn thích thì đừng quên thumbs up và subscribe nha. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Xin chào.